Hello các bạn, lại bóng mình đang nữa này các bạn. Thì đang cho video quần thiết nó nhờ đi khiên lúa cho nó. Đang uống bia ăn mực thiệt ngon nghe. Mấy quần kia giờ tới giờ làm nào cũng video bực quá các bạn không. Mẹ nó ăn cho giờ nào ngày nào ăn cho không được. Mẹ nó ngay nào nó cũng video. Mình biết sao nhóm bốn lên nó cứ rủ rừng đi luôn mà ghét quá các bạn. Thì giờ mình phải kiếm cách gì độ mà cho thằng quần nhóm móng nó mới được cho nó bữa sau nó khói lên nó khói rừng đó rừng nó làm anh tập tâm là tu tâm dương tính là làm anh mẹ tối ngày cứ cho bia luôn đó mình lên bia mình coi thử mẹ nó giờ quần thiết giờ nó đi ủa với mày cháu nó xong quần xăng mà lấy cái đậu mày mày cháu nó sao mày không đi chiều khiên lúa nó mày đang canh nó lại phụ luôn á. Mẹ đi sao mà sang đâu nhờ nó nhờ tao đi kiếm lúa vậy mày. Tao đang kêu bọn mày mấy bữa không làm được, anh nhậu một bữa cho thoải mái một bữa. Mày một bữa giờ mới làm được trôi tùm lum mất mệt rồi. Giờ tao tao luôn. Thôi yên nghỉ đi, kiếm lúa nó mày. Ông Trung Tiền này ơi. Ơi, mày. Anh tính tiền ơi. Mẹ chẳng nghiền đâu cứ quốc gia luôn mày. Tính tiền. Còn thì nhắm mốt mày ở dưới mẹ nè, cứ lên rủ anh em đi chầu gia luôn mày. Là làm ra anh với đậu mình. Thì anh làm đi, em có tiền em thích em rủ anh em chơi à. Mấy anh nó nói giọng tên chú này. Anh có tiền em, anh bỏ tiền đi anh chơi. Mày giàu có ngày mà nói vậy mày. Giờ hôn anh được rồi. Mẹ nó mấy thằng đây sao điên hết, giờ thằng Thiết đi. Bây giờ có nhậu không, nhậu đi chỗ khác cho tụi em chơi à. Nó có nhầm nhầm quá. Mẹ mày thằng Thiết kêu chiều kiếm luôn nha. Mẹ Thiết kêu hay còn Thiết kêu. Thiếu kêu. Mẹ nó nhờ. Kêu ai? Kêu tao. Sao muốn với em? Kêu ông vậy, mới bị tôi đi. Thì kêu anh em mình hết á, chứ mày chú nó sao mày nhiều khiên lúa nữa mày. Chưa thấy nó gọi. Mày có cái cơ bị dè đụng nhiều khiên lúa à. Ông giảm tung tôi cơ ra 2 triệu ơi. Mày uống gì cơ 2 triệu rồi. Ai thua đi mày uống tiền bia với tiền bọn mà con mà làm gì. Đù mày kéo thằng chúng mày. Anh nhau kẹt cũng bắt. Dứa không? Đẻ, nhìn mày đẻ. Bây giờ uống rồi nói rồi, cứ uống trong. Cứ một thùng bia với cứ một dĩa mâu hả, anh cứ vô anh Trung ơi, tụi em đi làm giùm cho. Mày điên mà sao mày, đi giờ kiếm lúa hả mày. Chụp hình dữ không? Ghê mà hay. Muốn hay lắm. Thế không kêu ai? Kêu anh thì ăn gì hả, chứ tụi cho anh em đang cho. Thảo là chơi, ông mày điên em rồi. Mấy mày thành buồn mà nói chuyện nên nó ngứa gan như mày. Nói sao, giờ tiếc kêu anh mà có phải kêu em đâu. Thì anh em vừa giúp nó chứ. Không có, anh em đang cho mà anh em giúp. Không rảnh. Mày tức chứa mày. Còn thằng quần đại đụng mà lúc nào cũng thua mà mày trâu luôn mày nhóm móng. Ủa chân tao quay lại gì vậy? Mày vừa kiên lúa nó quay lại cánh kiên lúa gì lại vậy? Anh quay lại, anh đang cân năng lên. Đồ kêu bữa nay người mà cũng cầm mày quay bức ông. Mấy anh đi dưới mày, giờ tao nói lại nghe sao rừng vừa kiên lúa nó mày. Tự nhiên lúa nó bị em thiền, anh đúng quá đụng người. Mà nhân đây anh nhậu làm trước rồi nhưng lúa nó tự nhiên nó có điện hả? Thì anh em... Ông đang phân đuôi sao hả? Hai là hỏi nhanh chị anh với mẹ nói. Mấy chữ độ mà nói. Trời thua thấy tre mà luôn. Trời, không nói à. Quýnh độ mà nói. Nhiều đầu hết mẹ đâu. Ông gì mẹ, nãy giờ hả? Ông vô xào xáo tôi quýnh lộn hai cô hả? Mấy cái điều chứa mẹ đuôi nè mày. Nó sao? Giờ ông đừng mày về kiếm lúa nào. Lúa nói lúa thua nào như tụi kia mà. Nhà mớ bây giờ về kiếm lúa không? Không. Đánh. Còn thằng quần sang đây đậu mà mày cháu nó sao mày kiếm lúa nữa mày. Em cháu ông cháu phải ô sinh ông đó mà khi mà xin. Em chỉ làm video giọng thôi, hiểu không? Mày nói. Ủa, cái chỗ quýnh bây giờ mà ông lưng khiêng lúa cái đồ vậy. Thôi đi quá tui ăn mẹ. Còn ông cái chỗ người ta quýnh bây giờ ông kêu đi khiêng lúa đứa người ta cho tôi kiếm tiền vậy. Mấy anh nói giấy này chủ quán. Rồi vừa cho ông, ông được ở tướng ông được chúng khiêng lúa dùm tiếp anh chú mày. Đánh ghê cho thì. Khiêng heo nào à. Số quá. Làm con mật lẹ đấy. Đánh ghê cho. Đánh ghê cho. Ghê vậy đây. Chứ đồ mày kêu thùng bia với con gà nãy giờ. Mấy chủ quán giấy mày. Rồi ông đi khiêng lúa tự nhiên con gà, ông nghe em gà tự chú quán vậy. Ông đi anh nói là ông quên lúa lên. Thôi đó nó xuống nó kiềng lúa chứ không thiết nó đào đầu lên. Đây. Cái chỗ người ta làm sức người ta làm màu vậy người ta. Đâu cái gì à? Rường. Mấy này sẵn chủ quán này nó kiếm tiền hay dữ vậy. Cái chỗ người ta đâu có bây giờ ông chưa đi kiềng lúa đâu ai tao bây giờ thôi. Thì giờ đúng chứ xuống kiềng là anh em xuống kiềng đỡ bàn đó chung có lần nó quýnh tiếp rồi nó tính. Rồi xíu đi kiềng lúa có tính giờ không? Thôi giờ ông tới đây tính tiền hả anh em? Từ sao mà tính giờ đi kiềng lúa luôn. Cái đầu mới điên sao mày? Rồi đi khiêng lúa giờ đang trao biểu đi khiêng lúa và biểu tính tiền giờ vậy luôn vậy. Rồi ghé ông xuống khiêng tôi tính tiền tiếng nhà ông. Đưa tiền rồi. Tiếng đồ mày nó bán thùng bia với ghẻ là tự nhiên biểu bán tiếng không. Ủa mày đi chứa mày đụng mày giờ kêu mày. Mà muốn mất khách không? Muốn mất khách không? Tôi đi khiêng lúa. Mà đuông đi vậy đi vậy. Mày đi vậy. Mày giờ ông nhảy ăn tụi bay có đi kia không? Không. Biết kêu ai?
Rồi tao muốn cho mượn xe chạy lên chỗ. Đó kêu. Không, tự nhiên đem thay cho mượn xe tao chạy qua chỗ Thằng Thiết ngay. Xe đâu? Xe đâu? Xe đây đụng mới đỡ lại chúng nữa, tính sao đây? Mượn xe mày. Mà chưa. Tại sao lại có mô tô đi, mô tô nè. Giờ thì nó mô tô nó sang mà hiểu không quá. Mà đẹp nó. Không phải. Cái áo đây mày cài dưới mô tô được hết. Nè nè. Nhau 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 Ê má mẹ mày giờ tao nói đụng bữa nay không đâm đi nữa đụng bây giờ đi ra làm. Không làm thì thương cái coi. Vậy mày nó làm. Tao trừ lương đụng mấy quýnh bây giờ tính tiền vui em mượn nó trừ lương mày luôn. Sao dừng nha người trong quýnh bây giờ. Mới giờ giờ tính đi làm đụng bây giờ thằng Thiết nó nhờ rồi mà giờ sao. Không đâu đụng mà tính tiền vui em mượn trừ lương mày. Giờ đó em. Sao em biểu bữa nay người mượn trừ bữa nhậu bữa anh em. Đụng em đi thông mai quen tao không biết mà làm luôn. Mình đi làm mày cứ ăn nhậu trâu theo nguồn nhau. Làm cho em coi. Vô đó ai nấu quýnh. Chút nữa là quýnh. Vô mày đó em. Sao ông lương lẹo vậy ông? Ủa sao mấy nói ngới của ông ta làm nó làm. Ờ vậy đó tao thích chạy đụng mấy ông làm. Giờ làm ấy. Ờ tao mang tan là đụng mày sẵn rồi. Tao lên rồi mà tao không được cam yêu ơi. Ở đây. Đợi quýnh rồi nha. Đồ mày. Mày em cháy á. Mày làm ngới nó cho rõ chứ ông. Mày đi chở tao cho xe mô tô đó sao tao đi. Tao đâu chẳng ngồi xe đây cho tớ. Cái chân tôi dài thôi ngồi xe nó tớ. Đủ hơn xui đậu thì mà cầm lại mấy đỡ tao quay đỡ tao chở mày mà đậu cái đeo ở vô đậu má coi chạy thử mưa thôi à tao mũ vô mẹ chỗ cái đậu má ơi như dữ ai ơi như mà con kiến nó ngầu lên con trâu quá các bạn ngầu lên ra ở đây. Mày ra đi đường chạy đâu phải nhờ hai người xuống lái xe xuống chở luôn mà đi xe mô tô gì vậy xe mô tô đâu phải cho nó mạnh cho nó sang nhá mày mới chào mày xuống kiểm luôn à. Còn mày xe đây mới xuống chạy xuống ruộng chở luôn chứ kia lên đây này chạy xe đây mới chạy mới ngon mà ngu mày mà lấy xe quay tao cho tát ơi xe quay tao vậy cái đầu xe quay nó hư không sao chứ cái xe nhân hư tiền lâu rồi đó mẹ mày xe đây mày hư xe đây cục xích mà hư nó mua nhiều tiền mà do anh hư quá sao cái xe giả lái mô tô nhà anh đi anh chạy chạy quá mà anh tới tiền tóc dài cho mạng nó làm 9,000 nó chạy xuống ruộng nó mặc áo quấy cứu luôn bữa nào là mới xe anh nha ờ ừ. Ờ ừ. Về lấy mẹ thích chị lấy xe nhân hả sao ông kêu xuống khiêng không mà gì chớ nữa xuống ruộng kia khiêng lên chứ đâu mày ủa cho mày đâu mày cái quen như vậy trời đúng không trời nhân đúng không ông dạng cái chờ đúng không đi xuống đi giờ đi ra chở cái đống lên này chớ à chớ chắc đây rồi mới từ đây rồi mình đi đâu cái xe nha đâu ờ xe đâu thì ông già chở chứ rồi đi đi ra đi ở đây 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 rừng đồ ông kia sao vậy ông mà anh chạy đưa chạy đưa cầm mấy quay đồ mày quay clip nữa chứ thôi xuống anh em xuống đó mẹ đang nhậu mấy chiếc lòng đang quấn bây giờ nhậu rồi nói thiệt ngon nhanh lên 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 nhanh đủ mấy ông điên nó chưa điên mà ông đây ông già mà ông điên bao giờ anh chạy đây thấy nó điên mà lấy tiền rồi mà chạy ruộng không chạy ruộng luôn rồi nó đây xuống ngủ ông chân lúa ơi lung thư sẽ dơ trên ăn quá ông mẹ cái mô tô này nhanh mở lấy đi chở lúa anh anh lên đây quá chút nữa ông chịu nha cái xe lên hỏi sao lên mẹ bị dốc thiệt cao vậy ông lấy xe ông ơi ông lấy xe mô tô rồi ông kêu nhắm lên lên đây chứ nó lật kìa xe nào nó đẩy lên nhanh đây về mấy nấu uống bia nhậu kìa ôi coi kìa đậu sao em mẹ đậu thế là điều chậm không ra đi gì ông làm gì đây à đậu xanh á chết cô đĩ mẹ dưỡng gì vậy dưỡng gì vậy điên sao xe tôi cái gì mà vậy chứ ai? Cái gì đâu? Mất luôn. Lâu ngày mượn xe chở luôn cho làm gì vậy? Ông hết chuyện xe ông sao ông chở? Thì tiếng nó nhờ biết đâu.
đổ xe tôi đó, tôi ông biết tôi cưng như tôi cưng hứng 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 hoa được tôi đó, tôi chở gái rồi ông đổ mẹ lên đây chào tôi không dám đi, tôi đi phụ trợ rồi ông lâu lâu tôi chạy bữa ông lên nãy là nói luôn ông kêu đi xe máy đi quay anh chứ lâu ngày mượn cho lúa bữa mà làm gì cái ngày hết chị đảo xe ông kia sao ông chơi ừ chị đảo vậy chơi đảo đảo chơi đảo hết chị bé chị mà tôi mày mạnh coi đâu bé cái dây xích nó quấn hết chăm sóc tôi kè rửa hàng ngày mà ông giờ coi quấn một đống rồi mẹ coi được không đó thôi bây giờ sao lớn to đều che chú luôn mà sao ngu dính quá tiếc nó biểu tao lên cỡ mô tô mày sao mạnh cho chị là yếu á thiết mày thiết mày hả thiết mày sao á đó mày bị người ta mượn ảnh tao nhờ ảnh rồi tao để tao nhờ ảnh tao mượn xe quay đủ với anh đi anh chạy anh kêu chạy được lái xe mà cho mạnh mà sao ông anh kêu lái xe khác đi anh cùng chị lỡ anh chạy tao có biết đâu hỏi lỡ mày xe dây không chơi dây không cái gì mày mua bé xe mạnh hay gì đại gì cho lúa cho làm vậy đi sao dây bây giờ nó nhăn dây bây giờ thôi còn máy bao nữa cho chú, hết đó mình tính đã bắt rồi mình còn gì xe nữa đâu bây giờ bán xe giờ bùng không vậy bây giờ ráng máy bao nữa cho thằng thiết xong rồi dùng cái xe mà nhậu tiền đi đi lên rửa xe được chưa tiền bạc nó không thành vấn đề nhưng mà đụng cái xe tôi là nó gừng gừng lái xe quá cái gì mày xe nào như con bò tôi vậy dài mày kêu xe quay ra cho đường mày xe mà tôi nó lấy chỗ này rồi xe quá xong rồi lẽ cái dòng trời lẹ vậy mấy nhỉ ông còn trăm mấy trăm bao nữa cái đụng mới mày lấy chia tao mày mấy em đừng mày 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 lơ thông sao lên chạy vô chơi lúa cho trận tiếp xem chị lúa mày thôi đi mày được không được lâu giấy chi anh đánh tên rồi chi mấy em chi quay tao đâu đậu vậy chi nó mua chi mạnh mà lúc đậu mày không về sửa cái đồ đi mày không đi mày không lấy cái trăm nào không đây 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 đứng lại không tao mẹ mày đụng mày đứng lại không đi mẹ nó đi chơi mày chi mày chạy nấu hả chạy khối đưa tiền đứa chi mày luôn đụng cho hư của mẹ mày luôn giỡn thiệt mà chứ giờ chậu ai muốn chạy xe ông lại xe gì đâu xe anh rồi anh lại sợ mà xe của ông nhân anh lượm xe anh lớn không chứ đụng mày xe nó mạnh rồi nghe nghe ông lên chắc đâu nghe chỗ đó nữa nhở tí vào vúa đây đụng mấy cái tay ông coi mày chưa sao mày không nhất nhưng mà xiên nhân chạy nấu xiên có kiện nấu đúng rồi lái xe nhân tiền nhân mạnh hơn đúng rồi tính tôi nấu lên cho mày nữa chưa hai bữa bào nữa trời chân có mày thấy thành tấm dài trên mạng này thằng thì chết nhàn đó nó lấy xì nó tháo rồi nó sửa là một lúc xì ông rồi tránh rôm đẻ đây tôi chó xì về lấy gì mà tôi anh làm á ờ sao xì mô tô ông lấy xuống chở xì mô tô là xì con mà xì mày xì mẹ anh quốc giận giận là lái xì ông già mà xì con anh xuống chở lần ra rất nhiều ờ sao mẹ xì xong sao lên dốc đây cứ gầm mày tốt lắm đủ mấy mấy kỳ lên được mà xe anh sợ mày 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 nói tôi chọn này ông già tiếp đó ông chờ kìa liền đây chúng anh chờ kìa đồ anh em lâu quá quần nhân lỡ thâu đỡ chở hai bạn nói chạy xem luôn mày nhân ông mày chở động đó anh 10 triệu mày có tiền mà đưa đây 10 triệu không chở tiền đưa không đụng ông tuổi ông chưa có mà khi tôi xưa khi đi cảnh khi đó cho gái ông đi em đi chở chở lúa ông cái gì mày quen con chó nè mày chở mày thâu lỡ tao nhân đụng mấy lỡ quýnh ông gì không mày mẹ mày lỡ lấy chi chở tao vô làm con mày em lỡ rồi tôi quýnh ông tôi kêu lỡ rồi tao mẹ mày chút rồi tao 20 ngàn tôi chia lòng với làm xe nó mà 20 ngàn cái gì đó vậy 40 cái cung hơi 40 cái đồ xe nó cho mô tô mà hỏi để cho nhớ nha bữa nay sau này được cái phép tài sản của người khác tài sản của ông sao ông lấy xe anh giỏi anh thôi xe gì lấy xe mô tô anh nhưng mày giờ lấy window mày chạy xuống độ mày xe mày mày đi sao hơi xe mày sẽ quay tao chứ mày đi ra chỗ đây lượt tao mượn xe chạy dữ vậy có quen cái này gọi lên nhau khỏi ly mẹ mày chờ tao mày nhưng mày dám không xe tôi chắc mày mà xe mày chắc hai bao dám không vô mà mày không xe tao đầu cái xe tôi yếu lắm mà nhanh nữa còn dễ yếu với dễ nè đang cho đang nhậu đang ở gì mẹ còn mẹ mày chờ mày khỏi ly dắt anh em ra dắt tiền được được cho anh người cũng ba dắt vô bây giờ không đi xe thì anh dắt bộ anh dắt đâu không cho em là dắt mày dắt mày sao đưa tao nhưng mà nhà mày kêu không nhà mày dắt vậy rồi mày nếu không rồi vậy lần sau anh rồi với tay không giúp đâu nha mày làm ngon làm tốt mà vậy lần sau anh rồi anh em không giúp đáng chịu á em vô quần cho áo hết rồi đáng chịu ai vô vậy chi mà cũng đến chờ chi em mới chờ sao tôi đưa đi khỏi đưa tiền luôn bỏ tiền hả đưa tiền vậy ra làm anh em ơi mày mẹ biếu tao mượn xe mà tao chạy xuống chút tao rửa lại đi coi mày mấy anh giờ chờ tới đây là nghe hai người cãi lộn sao thôi vậy rồi thiệt mày kéo xe nãy giờ mà lấy ô tô nhà mày xịt cứ bà vô cho rửa xe này lớn giờ giúp không? Anh lớn không nghe? Giúp thì xong rồi thiết cái gì nhà làm con ghe làm thùng bia anh em nhậu được mày tới gì lụng luôn lên mệt bây giờ cách không lương về mày bán nó cái mẹ
anh này nghịch nhất á. Thì chơi giúp anh em không được chứ gì đâu mà. Thôi nhà nước chừng nào làm đường rồi mới bán đó mẹ. Bắt con thì em thơ đỡ. Nghe nói bữa nay ruộng làm sổ đỏ được mà mày. À, rồi làm đi. Mày biết khí rồi đó, mày ngu biết là kỳ. Nha, nãy giờ ông đang phé tài sản của tôi nha. Thế vậy? Kiện đi tàu á. Đây tôi kiện ông là đi tàu á, chứ mày không dỗ không nha. Ủa mày biết có luật sư đó mày ngu ngu bỏ. Chứ ông tìm nếu đâu ông thôi luật sư. Mày tìm nếu đâu được mà kiện. Đâu tôi mua chi được mà tôi không thôi luật sư được. Thôi chờ đi kiện cho ông chèo kìa. Đi đi. Đợi hàng lá cửa lộn đi. Đi. Qua rồi á. Ông vô đồ qua. Mà mẹ mày dắt xe lên chứ còn đứng trên đó. Dắt đứng chi ai? Chứ mày với gì ai? Xe tôi ông mượn ông phải trả giờ đúng chỗ cho ông ấy rảnh đâu nha. Tôi không có rảnh để tôi chạy lên. Đỡ tôi chạy lên nào rửa đàng hoàng chứ không mày. Cái quần này mày chưa chạy xe tôi lên mà rửa. Mày chở xe tôi xuống nhà. Ai biết à, anh chờ em chút. Mẹ nó. Ông ấy tôi mặc đồ đẹp để xe đẹp đó tôi đi chút nữa tôi chở. Đi đi đụng mày thương mày. Tôi đi chở gái tôi đi chào giờ ông chào giải nhà. Mày sửa tính tình đi nha. Mày thương mày mà ngạo mạn lắm. Trên xe hội người ta không thích những thằng ngạo mạn khiêm tốn lại bớt em. Ông thấy cái thằng nào mà đi xe lúc nào đậu mù hiếm như tôi không mà ngạo mạn không? Ông em đừng nói chuyện cho gái à, thì em nói xe mô tô em cưng được. Rồi mấy em nói vậy em sửa lại tính tình em đi ra em sửa. Vậy tôi là thành người có lỗi hả? Xưa anh có người yêu không? Vậy là vậy rồi ông mượn tôi xe ông phép xe tôi giờ thầy tôi anh là anh có lỗi hả? Anh đang khiêng em thôi. Anh khiêng thì còn cái chuyện em rứa hay không là quyền em chứ sao anh phải rứa chứ sao giờ sao khi em rứa nữa nè. Anh đang hỏi hồi xưa có người yêu không? Còn cái cuộc nghĩa đậu mày đến nó tự khiêng lúa mẹ. Mấy lòng anh chở chi gì anh rưỡi. Đó chứ không tự khiêng luôn. Rừng ấy chạy xuống cái tay chạy. Giống kìa. Thì lần này nó cỡ chi mày đi đúng không? Anh đâu đâu. Ủa nhưng mà anh muốn ăn mượn anh mà còn phải có trách nhiệm chứ. Anh mượn. Quan trọng là anh mượn. Ai biết anh mượn rồi anh đỡ cho người ta chạy. Tao có lấy xe đâu mượn. Cái gì? Thì có mấy con xe đấy. Mày cỡ lên này cho đủ. Nhưng mà anh mượn tự xe em đang yên đang lành ở quán kêu bia anh chạy ra đây chị. Đâu lỡ thằng. Xe phụ trợ anh chạy sao chạy xe đi xe cảnh của em hiểu không? Để em cảnh... đi giao lưu anh em mày xe mạnh mày đâu mày chỉ có chở lúa dư nói chắc ấp mày dưới. Mày lên trên làng này mày thấy mấy xe mô tô đây nó chở cào cào nó chở đậu nó chở phân nó chở ấy cho mày chè nó kìa em nhỏ nha anh mày em mất vậy là dở nha anh Quốc nha chở cái phơ rồi kìa thôi giờ lỡ đâu đậu mày đỡ tới chạy xe tao lên chút rồi tao xuống phụ đẩy xe mày lên thì là vậy chứ em à. Em lớn rồi không đỡ nhà em nó mất vậy là không được đúng rồi không mang tay còn tấp bọng đi mà bây giờ em là còn ấy nha chứ không mà gặp thằng khác em muốn bỏ mở rồi đúng rồi giờ mày giờ mày mở mày mốm mày sợ tạo nghiệp hả giờ mày mở mày mốm mày sợ tạo nghiệp hả đúng rồi giờ động muốn mình nói em là đã tha thứ cho anh rồi nha anh Quốc anh không biết xin lỗi rồi anh Quốc anh không biết hối hận rồi anh còn bía em nữa anh Quốc mở em à cái mỏ mốm này là anh đặt ra nè em đi liền rồi cho nó hết người ta kêu khỏi nó mày nhăn mốm nữa nè mẹ tao nói mày mốm mà mày điền chi cho nó uống đi nhá mày đâu thiệt á đi thì sao mốm nó liền cho nó hết mốm bây giờ muốn cái gì nữa để ông tự lên chè anh em tao cái gì đàng hoàng nữa tao luôn nãy hả để ông tự lên không vậy tao muốn mượn chi mà đi với đồ cái gì thôi là tự lên đi giấu nó thiệt hả? Mô tô cái gì? Giấu nó thiệt hả? Đi ra không quên ha 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 ha